Thưa quý vị, sáng ngày 6 tháng 4, nhiều người tập trung tại căn nhà trên đường Tôn Đản, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng để chia buồn, lo hậu sự cho các nạn nhân trong vụ rơi trực thăng Bell 505. Được biết, 3 trong số các nạn nhân tử vong trong vụ rơi trực thăng là người trong cùng gia đình ở Đà Nẵng. Chuyến du lịch được lên kế hoạch nhằm mừng sinh nhật của một trong các nạn nhân là ông Hồ Tá Lờ. Theo bà Lê Thị Ánh Tuyết, bí thư chi bộ khu dân cư 66 phường Hòa An, quận Cẩm Lệ cho biết, 3 trong số các nạn nhân tử vong trong vụ rơi trực thăng Bell 505 tại Hải Phòng là người trong một gia đình. Cụ thể, các nạn nhân là ông Hồ Tá Lờ, sinh năm 1964 và bà Nguyễn Thị Hát, sinh năm 1963, cùng chú 422 Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng và em gái ông Lờ là bà Hồ Thị O, sinh năm 1972. Trong khi đó, nạn nhân còn lại là bà Phạm Thị B, sinh năm 1958, trú tại thành phố Đà Nẵng, là bạn của ông Lờ. Sáng 6 tháng 4, như người mất hồn, bà Hồ Thị Phương, 72 tuổi, chị ruột ông Hồ Tá Lờ cùng người nhà loay hoay lo hậu sự cho em trai, em gái và em dâu. Dự kiến chiều tối hôm nay, thi thể các nạn nhân sẽ được đưa về nhà an táng. Bà Phương chia sẻ, chuyến du lịch trên đã được gia đình lên kế hoạch từ trước, do con gái út ông Lờ là chị Hồ Thị Thanh Hát, sinh năm 1995, và chồng đặt tour mục đích mừng sinh nhật cha mình. Bà Phương nghẹn ngào, khoảng 16 giờ ngày 5 tháng 4, ông Lờ gọi điện về báo đã đến địa điểm du lịch an toàn. Nhưng ngay trong đêm thì mất liên lạc, không ai nghĩ ngày sinh nhật của em trai lại là ngày cả gia đình tử nạn. Gia đình tôi bỗng chốc mất đi cả 3 người, thực sự quá đau xót. Như đã đưa tin, vào lúc 17 giờ ngày 5 tháng 4, tại khu vực biển xã Gia Luận, huyện Cát Hải, Hải Phòng, máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18 Bộ Quốc phòng gặp nạn. Ban đầu xác định trên máy bay có 5 người tử nạn gồm Chu Quang Minh, sinh năm 1964, phi công và 4 hành khách gồm ông Hồ Tá Lờ, sinh năm 1964, trú thành phố Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Hát, sinh năm 1963, trú thành phố Đà Nẵng, bà Hồ Thị O, sinh năm 1962, trú thành phố Đà Nẵng, bà Phạm Thị B, sinh năm 1958, trú thành phố Đà Nẵng. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký công điện số 221 của Thủ tướng liên quan vụ việc tai nạn máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc, Binh đoàn 18 tại khu vực biển giáp danh xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Cụ thể, máy bay trực thăng Bell 505 do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển chở 4 khách du lịch Việt Nam ngắm cảnh Vịnh Hạ Long, cất cánh được một khoảng thời gian thì mất liên lạc. Ngay khi máy bay mất tín hiệu, Công ty Trực thăng Miền Bắc phối hợp với Bộ đội Biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm cứu nạn. Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Bộ Công an và các bộ cơ quan địa phương liên quan tập trung tìm mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm cứu nạn nhanh nhất, hiệu quả nhất. Ngoài ra, cần điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm vi phạm nếu có, ra soát kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy điều hành bay, đảm bảo kỹ thuật hàng không, tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục ngay các hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn đối với các chuyến bay. Về phía Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thủ tướng chỉ đạo chủ động phối hợp với Bộ Quốc phòng khẩn trương triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ tai nạn, kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình những người bị nạn, thông báo cho tàu thuyền và ngư dân đang đánh bắt hải sản ở khu vực máy bay bị nạn, tăng cường quan sát, phối hợp tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Vừa qua, theo báo cáo nhanh của cơ quan chức năng tại hiện trường, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm được thi thể thứ 3, bước đầu xác định là phi công điều khiển máy bay trực thăng Bell 505. Như vậy, đến thời điểm hiện tại đã có 3 trên tổng số 5 nạn nhân trong vụ tai nạn được tìm thấy. Công tác tìm kiếm cứu nạn hiện đang tiếp tục được các lực lượng khẩn trương phối hợp triển khai. Tổng số lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường là hơn 200 người và hơn 30 phương tiện. Trong đó, lực lượng của tỉnh Quảng Ninh là 17 phương tiện tàu xuồng và hơn 100 cán bộ chiến sĩ các lực lượng. Thưa quý vị và các bạn, từ sáng sớm nay, tôi đã có mặt tại hiện trường nơi chiếc trực thăng gặp nạn rơi xuống vịnh Trà Báu, thuộc quần đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng. Cũng từ sáng sớm nay, thì các lực lượng chức năng đã đi tuần lưu trên khu vực máy bay rơi để tìm kiếm các cái hành lý cũng tư trang cũng như là những cái vật dụng và thân vỏ máy bay rơi ở khu vực này. Đến sáng nay thì nhóm thợ lặn đã thay phiên nhau liên tục xuống tiếp cận thân máy bay rơi để làm công tác trục vớt. Và đến 8 giờ sáng nay thì lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cùng với huyện Cát Hải và các lực lượng chức năng khác của Quảng Ninh, Hải Phòng, Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã có mặt
tại hiện trường để chỉ đạo cũng như là phối hợp tổ chức công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin gửi đến quý vị và các bạn. Tính đến 6 giờ ngày 6 tháng 4, hơn 600 người cùng 31 phương tiện đang thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn vụ trực thăng Bell 505 rơi ở Hải Phòng. Theo thông tin từ Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn vụ máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc, Binh đoàn 18 tại khu vực biển giáp danh xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng đang được tích cực triển khai. Thời điểm hiện tại, hơn 600 người đang tích cực tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, trong đó lực lượng Biên phòng Quảng Ninh 46 người, Biên phòng Hải Phòng 15 người, Cảnh sát biển 18, Quân chủng Hải quân 38, trong đó có 9 thợ lặn, Quân khu 3 cử 218 người, lực lượng khác là 270 người. Các đơn vị đã huy động 31 phương tiện hỗ trợ công tác cứu nạn cứu hộ. Cũng theo Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tính đến 6 giờ ngày 6 tháng 4, các lực lượng đã tìm thấy 3 thi thể và một số mảnh vỡ của máy bay. Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định được vị trí máy bay trực thăng Bell 505 gặp nạn. Các thợ lặn đang tiếp cận hiện trường xác máy bay rơi xuống. Các lực lượng làm công tác chuẩn bị và tổ chức lặn tìm kiếm quanh khu vực vị trí máy bay rơi và rộng ra 50 mét. Theo ghi nhận của phóng viên VTC News, từ rạng sáng ngày 6 tháng 4, lực lượng chức năng liên tục tuần tra quanh khu vực máy bay rơi để tìm kiếm cứu hộ 2 trên 5 nạn nhân còn lại. Như VTC News đưa tin, ngày 5 tháng 4, máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN8650 do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển chở 4 khách du lịch Việt Nam ngắm cảnh Vịnh Hạ Long cất cánh lúc 16:56, mất liên lạc lúc 17:15. Ngay khi máy bay mất tín hiệu, Công ty Trực thăng Miền Bắc phối hợp với Bộ đội Biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm cứu nạn. Danh tính 5 nạn nhân trong vụ trực thăng Bell 505 bị rơi. 1. Ông Chu Quang Minh, sinh năm 1964, phi công. 2. Ông Hồ Tá Lực, sinh năm 1964, trú tại thành phố Đà Nẵng. 3. Bà Nguyễn Thị Hội, sinh năm 1963, trú tại thành phố Đà Nẵng. 4. Bà Hồ Thị Oanh, sinh năm 1962, trú tại thành phố Đà Nẵng. 5. Bà Phạm Thị B, sinh năm 1958, trú tại thành phố Đà Nẵng. Sau khi trục vớt những mảnh vỡ tiếp theo của máy bay gặp nạn, lãnh đạo chỉ huy các lực lượng chức năng lên tàu 885 của quân đội để hội ý đánh giá hiện trường và tiếp tục chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. Hàng chục tàu xuồng chuyên dụng cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ các đơn vị bảo vệ hiện trường tuần lưu tìm kiếm các nạn nhân, mảnh vỡ máy bay quanh khu vực Vịnh Trà Báu, Cát Hà, nơi máy bay rơi xuống biển. Đến 9 giờ 10 phút, sau khi hội ý thống nhất nhanh, các lực lượng chức năng, phương tiện về vị trí tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn và trục vớt máy bay gặp nạn cũng như tìm kiếm tung tích các nạn nhân còn lại.